Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa, là một bộ hoành phi câu đối bằng gỗ gụ. Bộ hoành phi câu đối này chúng tôi full PU màu trần theo như đơn đặt hàng của anh khách hàng ở tỉnh Gia Thanh Hóa. Trong các clip trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều những mẫu hoành phi rồi. Hoành phi 3 chữ, 4 chữ. Thì trong clip này thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng mẫu hoành phi 4 chữ, là chữ Ngũ Phúc Lâm Môn, đọc từ bên phải sang vì là chữ Nho. Nên thường thì đọc từ bên phải sang, còn nếu như chữ Việt thư pháp thì chúng tôi sẽ đọc từ bên trái sang. Ngũ Phúc Lâm Môn, hoành phi có kích thước là dài 2m17, rộng 67, ván dày 3 phân, và xung quanh chúng tôi chạy chữ công, phần nền chúng tôi để trơn. Và đôi câu đối có kích thước là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Đôi câu đối này có tên gọi là đôi câu đối phẳng Ngũ Phúc Kim Tiền. Một bên câu đối bên phải chúng tôi chạm là Phúc Đức Tài Bồi Vạn Đại Hanh, và được dịch phụ đề ở phía dưới luôn để cho quý vị dễ hình dung. Và một bên câu đối thì chúng tôi chạm là Nghĩa Nhân Tích Tụ Thiên Niên Thịnh để đối với bên phải. Phần đầu trên thì chúng tôi đục rơi rơi ngậm đồng tiền, hay mà gọi là Ngũ Phúc Kim Tiền, và phía dưới thì chúng tôi đục lãng hoa quả đào. Quý vị có thể xem được toàn bộ nền là chúng tôi để nền trơn, không chặt gấm theo như yêu cầu của anh. Và sau khi chúng tôi hoàn thiện xong thì chúng tôi sẽ đi vào quy trình thiếp vàng. Thì lát nữa chúng tôi sẽ quay phần khi lên chữ vàng sau. Đây là chúng tôi đang quay khi hoàn thiện phần PU trần. Đây là phần câu đối bên trái, chúng tôi chạm là Nghĩa Nhân Tích Tụ Thiên Niên Thịnh theo như chữ nho của anh đưa ra. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành liên tục nhận đặt hàng theo yêu cầu. Quý vị hãy liên hệ theo hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị có thể đặt hàng online trực tiếp qua Zalo hoặc qua Gmail. Gmail của chúng tôi là dương hoàng 656 a@gmail.com. Đây là đơn đặt hàng của anh khách hàng ở tỉnh Gia Thanh Hóa. Và chúng tôi xin nhắc lại kích thước của bộ hoành phi câu đối này lại một lần nữa, là hoành phi dài 2m17, rộng 67, câu đối dài 1m97, rộng 28, dày 4 phân. Và khi sơn PU là PU trần, giữ trần màu gỗ luôn. Trong các clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều những mẫu hoành phi rồi. Quý vị có thể vào dưới phần link mô tả hoặc vào trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành, quý vị có thể tham khảo được thêm nhiều mẫu hoành phi câu đối nữa. Hoành phi câu đối lồng cuốn thư, hay là hoành phi chạm ba chữ Đức Lưu Quang Nền Trơn. Và đây là những đơn đặt hàng của khách hàng đã đặt chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thì như quý vị đang chiêm ngưỡng, đây là một chiếc khám thờ sơn son thép vàng và những bộ cuốn thư câu đối long hóa sơn PU cánh dán dát vàng nguyên chữ, không dát phần nền. Quý vị có thể phân biệt được mỗi một mẫu thì lại đi một kích thước khác nhau và sơn chữ vàng cũng khác nhau. Có những bộ chúng tôi làm vàng Đài Loan, và những bộ khách đặt cao cấp hơn thì chúng tôi dát vàng ta. Thì mọi chi tiết và thông số kỹ thuật thì quý vị có thể liên hệ theo hai số 0986 883349 hoặc 0985 226684, thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Quý vị có thể gửi hình ảnh mẫu quý vị ưng vào Zalo. Vâng, quý vị cùng chiêm ngưỡng sau khi chúng tôi thiếp vàng xong đây, thì chúng tôi sẽ dựng lên và phơi khô.
Sau khi khô thì chúng tôi sẽ xếp xe và vận chuyển bàn giao lắp đặt cho khách hàng để đúng ngày vào phòng thờ. Đây quý vị đang chiêm ngưỡng này là bộ hoành phi chúng tôi đã thép vàng Đài Loan xong. Hoành phi 4 chữ Ngũ Phúc Lâm Môn. Đây toàn bộ là chữ nho và phần phụ đề là do quý khách yêu cầu. Và mẫu mã cũng là quý khách yêu cầu có thay đổi chút ít so với bình thường. Đây quý vị có thể chiêm ngưỡng là chúng tôi thép vàng Đài Loan đây. Chúng tôi đang quay khi ánh sáng nó hắt vào thì nó không đúng với màu thật của nó. Nếu như quý vị nhìn màu thật thực tế thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Cảm ơn tất cả 8.000 khách hàng đang theo dõi fanpage Đồ Gỗ Hiền Lành trên YouTube và cũng như fanpage trên Facebook. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.